Hôm nay cả nhà sư tử đi biển cùng nhau. Này, bà sẽ không bao giờ đuổi kịp mình đâu. Ôi không, con sẽ có nguy cơ bị đuối nước. Cả hai đã đáp xuống nước an toàn. Buồn cười quá đấy bạn. Mẹ ơi, tại sao con lại thấp thế này, trong khi bạn ấy lại cao như vậy? Vì ba bạn ấy thì cao, còn ba con thấp hơn đúng không nào? Con biết phải làm gì rồi. Bây giờ ba chỉ cần nằm yên thôi. Một, hai, ba. Chuyện này đâu quá đi. Sư tử con đang bay trong không khí. Cơn sóng khiến hai đứa trẻ dính đầy rong, trong khi sư tử con có thể rửa đi nhanh chóng. Sư tử cao có phần chật vật với vòi nước. Ôi, mình đang bị trượt. Cho mình một phần kem nhé. Mình cũng lấy một phần nhá. Xin đừng lấy mái che của mình mà. Cao lớn cũng rất bất tiện. Con trai à, bà đã có biện pháp để cải thiện. Con thấy thấp cũng rất ngầu. Này các con, có muốn đồ ngon? Chúng cần vài thứ để yum yum. Lộc phô mai ngon tuyệt cho một bữa. Con muốn, và cả con nữa. Con có muốn ăn bánh mì kẹp hay là muốn sô-cô-la dệt? Thế còn không, mẹ đã nấu súp trong cái nồi rỗng, lại quên rửa tay mẹ cá. Giờ thì bàn ăn đã đủ cả. Nó dường như sẽ ổn nếu mẹ cắn một miếng nhỏ. Ăn nó khi đũa trẻ vắng, có vẻ khá nuốt, quá đắng. Ăn thay sô-cô-la ngon ngon. Con đã ăn kẹo, thạch ư? Không, nhìn lưỡi con sạch chứ. Nó rơi xuống từ trên trời. Ăn súp đi sư tử, xin mời. Được thôi, con đã ăn xong. Chỉ có một cái ư? Ôi không. Được thôi, con có thể chia. Một chút ở đây, một chút ở kia. Bố biết phải làm gì. Hãy làm món lẩu phô mai cầu vồng cực ngon đi. Giờ hãy cắn một miếng nào. Bố sư tử, anh thực sự không sao? Thêm chút kẹo dẻo vào sẽ khiến món này ngon làm sao. Sư tử con, hãy thả chúng vô. Món ngon này tuyệt đối sẽ thắng to. Êu ôi, răng anh xanh lè. Tất cả răng đều đã sạch sẽ và sáng chói lóa. Mẹ sư tử, bà thật đẳng trí mà. Quá nhiều nước bị đổ xuống cống rồi. Hóa đơn tới sẽ là một rắc rối. Tất cả tiền của mình đã bay đi sai. Chị sư tử đang tung tăng trong nước chảy róc rách, làm bóng sủi trong nước này. Đây, nước không phải là miễn phí đâu đấy. Điều đó giúp cho tiền nước dừng lại. Hãy nhìn đống bùn nhầy nhớp này. Ta đã biết cách tiết kiệm chút tiền nước. Em trai nhỏ, không không, không được. Ném bùn đất thật thú vị. Bố ơi, hãy nhìn xem bố đã làm gì. Ta biết phải làm gì rồi nè. Đổ nước vào xô cho đến khi đầy. Điều này sẽ làm cho việc lãng phí dừng lại. Chia đều ra, mỗi bên một nửa. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành việc tắm rửa. Cuối cùng cũng sạch sẽ rồi. Nước chảy hết nhanh quá đi thôi. Xem kìa, tóc của chị đầy xà bông. Chị sư tử nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sử dụng nước ngọt có vẻ ổn đấy. Chị trông như một con nhím vậy. À, em phải đi rồi đây. Điều này sẽ vui lắm đây. Đến giờ uống sữa rồi con trai. Đây là bình sữa của bé. Vào nôi và ngủ một giấc nhé. Phải đi ngủ sau khi chơi xong. Đi tìm mẹ với mình đi, được không? Em bé sư tử kêu lên một tiếng. À, mình biết cách để chúng ta thoát ra. Sắp tới chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Đến đây, đi theo mình này. Này, chú ơi, chú có phải là mẹ cháu không ạ? Chú là mẹ cháu ư? Không không, không phải nhờ. Em bé heo bắt đầu rơi lệ. Được rồi, chú sẽ cố gắng hết sức có thể. Điều này cũng thú vị đó. Cho đến khi những bà mẹ không tìm thấy con trai của họ. Chúng ta sẽ tìm kiếm toàn bộ khu vực này. Thám tử Reno đang điều tra vụ án đây. Tôi đã tìm thấy cậu nhóc. Nhưng em bé bắt đầu khóc. Tôi nghĩ giờ tôi đã là mẹ. Thở thay một bộ vest xem, bạn nhé. Mọi người, đã đến lúc phải đi rồi. Ôi không. Này xe tải, tôi muốn đi qua đây. Cẩn thận đống bùn đấy. Mình không thể nhìn thấy. Mày nó không phải là một cái cây.
Hy vọng xe mình không bị hư hại. Sư tử con, anh thật thất bại. Em gái, cho anh mượn cái này nhá. Anh nhớ hãy cẩn thận nha. Đặt tất cả vào trong nó và chiếc xe sẽ trôi theo chiều gió. Nhưng anh ấy đã bơm quá nhiều khí. Ha ha, xe xịn quá đi. Nhét một quả cam vào ống xả. Nhưng đáng tiếc, nó đã chín quả. Có vẻ như lốp xe đã bị xì. Cái bơm này có thể xử lý. Lấy cái bơm rồi khởi động thôi. Mình sẽ sớm thoát khỏi rắc rối. Ồ, mình cũng muốn thử. Nhấn nút, bơm lên thôi. Xe mình nổ tung. Ôi, chết rồi. Đây là một khu vui chơi thú vị. Chụp ảnh cho mình ư? Ok. Mình cần gì đó? À, có rồi. Mình sẽ tự làm thôi. Với một chút may mắn, mình sẽ có một chiếc xe tải toàn năng. Mình đang lái xe ở nơi cao nhất. Dù cho điều đó không đúng sự thật, hôm nay gió thổi mạnh quá, nó làm sư tử con bay đi xa. Sư tử con, bạn có điên không vậy? Không, mình là một chiếc máy bay đây. Cộp cộp, cho tôi vào. Một khởi đầu ướt át làm sao? Ôi không! Sư tử cha kêu lên, nước đang tràn vào bên trong thềm. Trời mưa dữ dội bên ngoài. Còn cần phải đóng cánh cửa lại. Ôi, cần phải lên tầng 2. Cần phải thật sự nhanh rồi. Vâng, cái này sẽ ổn thôi. Chúng ta cần cái áo phao. Giờ hãy cùng nhau lên tầng cao. Đến lúc tôi phải đi rồi. Cha, chúng ta bỏ quên ai đó. Ôi không. Lấy con gấu bông thật to. Nó không vừa trên đó. Thật buồn nó không vừa. Nhưng đừng lo, bố sẽ không chịu thua. Bây giờ gấu bông đã an toàn, bố cần phải thoát khỏi mặt sàn. Lũ càng lúc càng dâng cao, tình hình đang trở nên khó khăn làm sao. Ở phía đằng kia trên trời, một chiếc trực thăng bay tới. Mọi người đang ướt sũng, họ có thể an toàn đến cuối cùng. Cứu người từ bão táp, nơi mà họ thấy ấm áp. Quay trở lại bầu trời bên trên, chúng ta quá nặng để bay lên. Tôi và bố sói sẽ đợi ở đây. Mẹ sói ngồi ngay bên đấy. Hẹn gặp lại, yêu con, tạm biệt nhé. Sư tử tội nghiệp, bắt đầu khóc nhẹ. Wow, tình hình trông không ổn lắm. Chờ đã, tôi thấy một khúc gỗ ngắn. Khúc gỗ đã cứu vãn một ngày. Hãy thử một cái khác, được chứ? Hình như nó có thể bị trôi. Với khúc gỗ, chúng ta sẽ làm chiếc thuyền nôi. Cảm giác chúng ta đang đi biển cả. Có chú Kitty ở đằng xa. Mèo Kitty nhảy ra đầu ông ấy, thay bằng bên đó mà nhảy. Trời mưa thật buồn chán. Mèo nhỏ đang gặp nạn. Mẹ, có chú mèo ở ngoài nè. Ok con yêu, chỉ cho mẹ. Vào trong đi, ta cùng chơi này. Cái này làm nó bỏ chạy. Một tí kẹo thơm ngon này, liệu có làm nó ở lại đây? Nhấn nút nhiều lần nữa, thức ăn tuồng như mưa. Kitty, chơi một chút đi. Ôi không, đã xảy ra chuyện gì? Mình ăn quá nhiều. Kitty than thở. Yes, bạn cần tập để tan mỡ. Đến lúc chạy. Đồ chơi này sẽ thêm phần hay. Chuột robot di chuyển nhanh nhạy. Kitty đi thật chậm rãi. Kitty bắt đầu chạy và đùa giỡn và sớm cảm thấy tốt hơn. Một lần nữa quanh ghế sofa, nhưng nó bị kẹt ở phía sau à? Đến đây, chú mèo khờ dại. Trời ơi, cái gì thế này? Tôi biết phải làm gì đấy. Dọn dẹp đống phân thối này. Mình muốn có cái này. Oki nhỏ, bạn đã làm gì vậy? Tất cả mọi thứ đã ngã. Oki, bạn đúng là một trò hề mà. Giờ hãy nhìn vào bên trong. Ôi, món hàng này trống rỗng. Không có gì bên trong cái này. Mình phải làm gì đây? Nhìn này, bên trong không có gì cả. Oki nhỏ, đi với mình nhá. Ok, không thể bỏ lỡ kế hoạch này. Chúng ta cần thêm cái này vào đây. Cho trái cây lên trên nhau đi bạn hiền. Rồi chúng mình cùng nghiền. Mình nghĩ nó đã hoàn thành rồi. Cuối cùng, đến lúc uống thử thôi. Nó đổ ra khắp nơi rồi. Thậm chí khuôn mặt của sư tử con cũng không thể tránh khỏi. Đây, cái này sẽ giúp bạn sạch sẽ. Bạn có muốn dùng một ít nước trái cây? Không,
nhưng nó thật sự dễ thương đấy. Muốn có một chiếc áo. Được, bạn phải trả tiền cho mình trước. Phải trả 1 hoặc 2 đồng cho nó. Ồ, mình cũng muốn có một cái đó. Chúng ta cần làm một vài chiếc áo. Đưa mặt của bạn vào đây đi nào. Sau một lần quét nhanh chóng, đây là một kế hoạch thành công. Những chiếc áo mà họ yêu thích đây. Những cô gái muốn nhiều hơn thế này. Được rồi, không cần phải la to. Ôi không, mực đã hết rồi đó. Mình sẽ đi lấy nước ép trái cây và dùng nó một cách thật hay. Mực đã được làm đây. Giờ việc in sẽ không dừng lại. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc tối đa, trừ em gái sư tử ra. Một lần nữa, sử dụng máy xay. Sơn này trông như chất nhầy. Ra ngoài để đi chơi. Hẹn gặp mọi người vào lần tới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tránh ra con ruồi khó chịu. Cẩn thận có vật rơi. Thật là tệ. Ôi trời. Freddy trông thật xanh đấy. Xanh nhất mình từng thấy. Cười ta hả? Cứ cười đi. Hãy thử cười khi ngươi xàm xí với súng trộm cảm xúc. Cuộc sống tẻ nhạt mọi lúc. Mọi người đều buồn rầu. Chuột Freddy, bạn thật xấu. Tôi chuột vào ngõ, nhưng không quan tâm gì cả. Ta đang ở phía sau ngươi đây. À, mình làm sao đây? Ta sẽ để con bé đi. Có việc quan trọng cần xử lý. Ngồi ở đây một chút, vui vẻ với những cảm xúc. Lén lút đến trộm mất. Giờ mọi thứ sẽ trở nên thật. Thu cảm xúc vào đây. Tiếng cười, nước mắt đều lấy. Giờ thì thử thôi. Chuột Reddy đến lúc khóc rồi. Trả giá cho tội lỗi này. Đến lúc để khóc đây. Chuột Reddy đang trôi đi. Lion Sister đã cứu nguy. Trả lại toàn bộ cảm xúc. Sau đó mình sẽ ăn một chút. Thả chúng vào tâm trí. Ôi ôi, đau quá đi. Tôi đang bay. Bye bye.